Xin chào mọi người. Chân thành cảm ơn bạn Đình Hưng nha. Bạn mới chuyển khoản ủng hộ app. Bạn chuyển khoản 500 ngàn. Chân thành cảm ơn Đình Hưng rất nhiều. Cảm ơn tấm lòng của bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều, Đình Hưng. Chàng rể phế vật tập 277. Sắc mặt tôi như trái bẹt, cơ thể hơi lảo đảo, suýt nữa thì đứng không vững. Ở Giang Thành, Dạ Thiên cũng được coi là có chút danh tiếng, thực lực đương nhiên không thể coi thường. Vậy mà đối phương vẫn dám ra tay, dù biết thân phận của Lạc Thiên, điều này cho thấy lai lịch đối phương cũng không nhỏ. Làm sao bây giờ? Tôi Dư vô cùng lo lắng, giãy ra khỏi tay Lưu Bản San, lấy ra tờ đa định báo cảnh sát. Tiểu Dư, cháu làm gì vậy? Lưu Bản Yến ở bên cạnh giằng lấy điện thoại của cô ta, tức giận nói: Cậu tư cháu làm vậy cũng là muốn tốt cho cháu, cháu lại còn bao che cho người ngoài sao? Chị xem con gái gì kìa, đâu ra cái kiểu ăn cây táo rào cây sung như vậy chứ. Lơ Mạn Yến nói hơi nặng lời, nhưng Lơ Mạn San cũng tiện phản bác, chỉ trừng mắt nhìn tôi như: Con ngồi im cho mẹ, mẹ để con nói chuyện tử tế với Lâm Minh đi, đừng làm lớn chuyện lên, nếu không sẽ không có lợi cho ai cả. Tôi như muốn khóc mà không đến bắt. Sao nào, con được khuyên cậu ta sao? Vâng, được, vậy con thử đi, nhưng mẹ nghĩ chỉ tốn công vô ích thôi. Tôi như vừa bước tới. Tôi như chuyện này tôi sẽ giải quyết, cô không cần lo lắng, Lê Minh bình thản nói. Lê Minh, đã đến lúc này rồi, anh đừng nói nhiều như vậy nữa, mau bị cách rời khỏi đây đi. Cậu tụi em kinh doanh dược phẩm, quen biết rất nhiều ông chủ và một số người trong giới xã hội đen, chắc chắn ông Trần kia không phải là hạng người tốt lành gì, anh phải đi ngay đi, nếu không tình hình sẽ rất khó giải quyết đó. Tôi như sốt ruột nói. Lê Minh suy nghĩ một lát, khẽ gật đầu. Ở Giang Thành này thì anh không sợ gì ông Trần kia, nhưng nghĩ đi nghĩ lại là mình cảm thấy vẫn không nên thể hiện quá nhiều trước mặt Tô Như, như vậy để không có ích gì đối với cô ta và anh. Dù sao thì anh cũng đã hại Tô Nhan, anh không muốn hại thêm người khác. Được rồi, nếu đã vậy thì tôi còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng xe phanh gấp vang lên, sau đó một đám đàn ông mặc áo gió đeo kính râm chạy vào, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên đang cầm điếu thuốc. Mọi người trong quán cà phê không khỏi kinh hãi. Người đàn ông phun ra một ngụm khói, đưa mắt nhìn xung quanh, rồi tầm mắt chạm vào Lưu Kính Phi. Nhưng ông ta không đến chào hỏi mà trao đổi ánh mắt với Lưu Kính Phi, rồi tìm một chiếc bàn ngồi xuống. Phục vụ. Người đàn ông giật tắt điếu thuốc, lớn tiếng gọi: Xin hỏi ông muốn uống gì ạ? À? Một nhân viên phục vụ chạy tới, đàn ông đục quỳ nói ra: Cho ông đây một ly cà phê. Người đàn ông nói: Ông muốn loại cà phê nào ạ? À? Nhân viên phục vụ dè dặt hỏi: Chỗ các cô có cà phê nhị cẩu tử hay không? Người đàn ông bình thản nói: Gì cơ, cà phê nhị cẩu tử sao? Nhân viên phục vụ ngớ người ra, sau đó vội vàng nặng ra nụ cười: Đây là cà phê gì thế? Chỗ chúng tôi e là không có loại cà phê ông cần rồi, hay là thế này đi, tôi lấy cho ông một cốc latte nha. Latte cái chó gì hả? Ông đây uống cà phê nhị cẩu tử thôi. Quán cà phê to thế này mà không đáp ứng nổi yêu cầu nhỏ bé của tôi sao? Với các cô còn mở quán cà phê làm gì hả? Gọi chủ các cô ra đây. Người đàn ông lên tiếng chửi. Là khi ở bên cạnh thấy thế thì đã biết tổng người này đến đây gây sự mà. Cô hít sâu một hơi, đã định đi tới thì Lâm Minh ngăn lại. Anh Lâm. Là khi ngạc nhiên nhìn Lâm Minh, chỉ thấy Lâm Minh mỉm cười bước về phía trước. Ông có chuyện gì sao? Cậu là chủ đây hả? Ông ta liếc nhìn Lâm Minh hỏi ra. Ông có vấn đề gì cứ nói với tôi là được. Lâm Minh bình tĩnh nói. Tôi muốn một cốc ly cà phê nhị cấu tử, cậu mang ngay đây cho tôi. Nếu không mang ra thì tôi sẽ đập quán của cậu. Người đàn ông đập bàn, dáng vẻ hung thần ác sát. Lâm Minh hơi ngẩng đầu lên. Cửa hàng chúng tôi không có loại cà phê này. Cái gì? Tôi thấy rõ ràng là các cậu đang đùa giỡn với tôi. Cái quán to thế này mà không có loại cà phê tôi muốn uống sao? Mẹ kiếp, cậu khinh thường tôi hả? Người đàn ông nổi giận đứng phắt dậy. Mau ông bình tĩnh, tôi còn chưa nói xong mà. Lâm Minh mỉm cười nói. Cậu còn muốn nói gì nữa? Người đàn ông lạnh lùng hừ một tiếng. Tôi muốn nói là tuy quán chúng tôi không có loại cà phê này, nhưng tôi thấy bảo người mang loại cà phê này cho ông phải chờ một lát. Thật sao? Người đàn ông sửng sốt. Ông ta chỉ là bịa ra một cái tên loại cà phê, sao lại có thật được chứ? Là mình cậu nhớ trò gì đấy hả? Chuyện của cô Lạc, cậu chó mũi vào làm gì? Lơ Mà Yến kêu lên. Cô Lạc là bạn của tôi, sao tôi có thể không tham gia được chứ? Là mình hỏi ngược lại. Cậu còn dám cãi sao? Lơ Mà Yến tức giận còn định nói gì đó, nhưng là bị Lưu Kính Phi ở bên cạnh ngăn lại. Chị ba, chị đừng nói nữa, để ông Trần xử lý cho. Chúng ta đừng nhúng tay vào, kể đến lúc ông Trần muốn ra tay
Tại vì sự tham gia của chúng ta mà là kiên dè đó, chúng ta chỉ cần xem kịch hay là được. Lê Kinh Phi nói rằng, được, chúng ta xem kịch vậy, chúng ta không làm gì được Lâm Minh, nhưng chị không tin, ông Trần không làm gì được ông ta. Mọi người yên tâm, hai mắt sáng rực lên nhìn. Lâm Minh lấy điện thoại ra, gọi đến một số, sau đó nói, ông chờ chút nhé, cà phê gì cậu tử sẽ đến ngay bây giờ. Mang ra thật sao? Người đàn ông sững sờ một lúc rồi mới hoàn hồn trở lại, sau đó hừ một tiếng. Tôi nói cho cậu biết, cà phê mà nguội là không ngon đâu, tôi chỉ chờ 5 phút thôi. Quá 5 phút mà cà phê chưa đến thì ông đây không uống nữa. Được, Lâm Minh gật đầu, rồi đến điện thoại đang gọi đến một số. Vị khách này nói là trong vòng 5 phút phải đến đây, nếu không thì ông ta sẽ không uống, nghe rõ chưa? Rồi tắt điện thoại, Lâm Minh đứng một bên chờ. Sao nào có thể đến đây trong 5 phút chứ? Người đàn ông nhíu mày, liếc nhìn Lâm Minh hỏi, chắc chắn sẽ đến. Chắc chắn sao? Ánh mắt người đàn ông dao động có vẻ rất không vui. Sợ như ông ta bịa ra tên một loại cà phê đã để lấy cớ gây sự. Kết quả đối phương lại có cà phê nhị khẩu tử thật. Mẹ kiếp, trước cuộc là ai mà ngay cả loại cà phê kích chó này mà cũng phát minh ra vậy chứ? Thế giới này đúng là kỳ quái. Người đàn ông có chút tức giận. Ông ta phát hiện hình như mình đã bị đối phương dắt mũi, suy nghĩ một lát rồi đứng phát dậy. Được rồi, 5 phút đã hết. Ông ta vừa dứt lời, mọi người đều ngạc nhiên. Ông nhầm rồi, mới được 2 phút mà. Lâm Minh nói ra, 2 phút cái đầu cô đó. Rõ ràng đầu đồng hồ tôi hiển thị đã được 5 phút. Cô còn muốn bịt tôi sao? Ông, rõ ràng là ông muốn đổi trắng thay đen. Là khi vô cùng tức giận. Người này có thật đến đây để gây sự mà. Cô anh nói chú ý nhé. Ông đây cũng là người có máu mặt. Mà cô chẳng nói tôi là đổi trắng thay đen sao? Không ra hệ thống gì cả. Người đàn ông tức giận quá. Quả là cô bắt nạt khách đó. Ông đây muốn uống cốc cà phê. Các cô không những đùn đẩy mà còn xí nhục tôi như vậy. Đúng là ức hiếp người quá đáng. Người đâu độc quá như tôi. Tôi đám thương nhân vô lương tâm này biết người dân chúng ta không dễ bị bắt nạt đâu. Vâng, đám đàn em của người đàn ông lập tức xông tới bắt đầu đập phá. Từng chiếc bàn bị hất tung lên, rất nhiều chén dĩa bị đập vỡ. Trong quán vang lên tiếng loảng xoảng không ngớt. Số khách ít ỏi la hét chói tai rồi bỏ chạy. Bên ngoài có không ít người đi đường súng ra nhìn, có người để bắt ám sát nhưng lại bị đàn em và bà người đàn ông sắp xếp ở bên ngoài ngăn lại. Các ông thật là quá đáng mà. Là tên tức giận đến mức giận chân. Định lấy điện thoại ra, nhưng cô vừa lấy điện thoại ra thì người đàn ông ở bên này đã nhanh tay, nhanh mắt, bỗng nhiên xông tới, vung tay hất chiếc điện thoại đi, cạch. Điện thoại rơi xuống đất, màn hình vỡ nát, hở. Là Thiên sửng sốt, tức đến nỗi cả người run rẩy. Nào người đàn ông vẫn không chịu buông tha, nhìn là Thiên chầm chầm, cao giọng nói, ô, làm gì đấy hả, định đánh tôi sao, gì cơ? Là Thiên trố mắt ra, người đàn ông kia gào lên, đôi cậu đám nữ này muốn giết tôi, bọn họ muốn giết tôi. Giữa thanh niên bệnh tật mà các cô dám giết người, các cô là ma quỷ sao, không thể tha được, đánh cho tôi. Những người đã đập phá quá lập tức xông tới để đánh Lâm Minh và Lạc Thiên. Nhìn dáng vẻ bọn họ thì rõ ràng là muốn đánh chết chứ không cần biết là nam hay nữ. Cô mà xinh đẹp của Lạc Thiên trắng bệch, Lâm Minh mà không cảm xúc bình thản gì. Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này, dừng tay. Một tiếng quát lớn vang lên, tất cả mọi người đều dừng lại. Chỉ đến Lâm Quỳnh Phi bước ra khỏi đám người nhào luôn ở bên cạnh, nhanh chân đi tới tránh trước mặt Lâm Minh. Ông là người đâu kia nhíu mày hỏi. Tôi tên là Lưu Kính Phi, mong ông đừng kích động, chuyện gì cũng có thể thương lượng được mà. Lưu Kính Phi miếng người nói, Lưu Kính Phi sao không quen, tôi khuyên ông đừng lo chuyện bao đồng, kẻ đánh nữa bị thương thì đừng trách chúng tôi. Người đàn ông hừ một tiếng, ông để mặt lên bà, tôi làm việc dưới trướng xếp hồn. Lưu Kính Phi trầm giọng nói, xếp hồn sao, xếp hồn nào chứ, có thể là ai chứ, đương nhiên là xếp hồn của tổng công ty gia dược rồi. Lưu Kính Phi đáp lại. Người đàn ông nghe thấy thế thì tỏ vẻ kinh hãi. Ông là người có xếp hồn sao? Đúng vậy, thất lễ rồi. Người đàn ông vội nói, không có gì. Hai người họ nói chuyện với nhau, là mình ở phía sau yên lặng nhìn. Ai chẳng biết người đàn ông này là ông Trần mà Lưu Kính Phi đã gọi điện thoại trước đó, bỏ đang diễn kịch mà thôi. Mục đích là muốn ép Lâm Minh. Vớ kịch này là diễn chân xem. Nói chuyện một lúc, Lưu Kính Phi lại ngoảnh sang nhìn Lâm Minh. Lâm Minh chắc là cậu cũng đã thấy thủ đoạn của người này rồi. Ngay cả Lạc Thiên, ông ta cũng coi ra gì. Tôi nghĩ đối phó với cậu chỉ là chuyện nhỏ. Bây giờ tôi sẽ cho cậu một cơ hội cuối cùng. Nếu cậu ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ tôi đến cầu xin tống tin, rồi lại xin lỗi mẹ tôi tử tế, thì tôi sẽ báo người này rời đi. Nếu cậu vẫn không chịu thì tôi mặc kệ đó. Đến lúc đó ông ta khiến cậu mất mạng hay tàn phế thì e là không ai biết trước được đâu. Thế nên bây giờ hãy cho tôi câu trả lời đi. Lực Kính Phi lại lùng nói. Lời mình lắc đầu. Tôi nghĩ ông ta không thể khiến tôi mất mạng, không thể khiến tôi tàn phế được đâu. Cậu chán sống thật rồi sao? Nếu các ông thành tâm thành ý xin lỗi tôi thì thực ra không có chuyện gì to tát cả.
Chỉ tiếc là các ông vẫn cao ngạo không chịu cúi đầu. Lời mình nói ra, cầu được, được. Nếu đã vậy thì ông đây mặc kệ, ông Trần đánh cho tôi. Thưa quý vị, tức điên lên, không thèm diễn kịch cùng ông Trần nữa mà cầm lên. Ra tay, ông Trần cũng không khách sáo, quát lớn. Một đám người lập tức ùa về phía Lâm Minh. Tất cả dừng tay cho tôi. Đúng lúc này, ngoài cửa lại vang lên một tiếng quát giận dữ. Mọi người không khỏi sửng sốt, đồng loạt nhìn ra cửa. Chỉ thấy một bóng người đang bưng cốc cà phê bước vào. Ông Trần nhìn thấy bóng dáng người kia thì như bị sét đánh ngang tai, đứng như trời trồng. Người đến không phải là ai khác mà chính là người đứng đầu khu vực Giang Thành, Từ Thiên. Lúc này Từ Thiên đang thở hổn hển, đầu mướt mồ hôi, nhìn rất nhức nhác. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cốc cà phê trong tay ông ta khiến trái tim ông Trần bỗng lạnh hẳn đi. Ông là ai hả? Người nhỏ đương thấy Từ Thiên bước vào thì tỏ vẻ không vui, lơ mà hiếm, càm càm. Tôi hả? Tôi chỉ mang cà phê đến thôi. Từ Thiên thở hắt ra, lại lùng nói. Mang cà phê đến mà vênh váo như vậy sao? Nhân viên phục vụ của quán này có thái độ kém quá đó. Thảo nào người ta đến đây gây sự. Lâm Mỹ Yến hừ một tiếng, nói đầy quái đản. Nhưng Từ Thiên phớt lờ bà ta, bưng cốc cà phê đang nóng nghi ngút đi về phía này, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi lên tiếng. Là ai gọi cà phê nhị cô tử vậy? Ông Trần sợ đến mức suýt chút nữa quỳ luôn xuống đất. Mẹ kiếp, ông là ai hả? Mang cà phê đến thôi mà cũng vinh váo như vậy, ông chán sống rồi sao? Người bên cạnh ông Trần thấy hướng bắt điền chữ bới, nhưng hắn vừa dứt lời, bốp, ông Trần tát cho hắn một cái lắc mặt. Người kia xoay tại chỗ một vòng, trên mặt là dấu tay rỗng rác. Hắn ôm mặt nhìn ông Trần vẻ mặt ấm ức và khó hiểu. Những người khác cũng trố mắt ra, đang yên đang lành sao ông Trần đã đến người chứ? Ông chủ, người kia còn định lên tiếng nhưng lại bị ông Trần ngắt lời, câm miệng. Ông ta tức giận quát. Người kia sửng sốt, ông Trần, ông không sao chứ? Lực kiếm phi cảm thấy khác thường, liền dè dặt gọi. Nàng ngờ ông Trần vẫn phớt lờ ông ta, vội vàng quay lại định chào hỏi Từ Thiên, nhưng ông ta chưa kịp lên tiếng đã bị Từ Thiên chặn họng trước. Chào ông, đây là cà phê nhị công tử ông gọi sao? Ông xem có đúng là cốc này không? Từ Thiên đưa cốc cà phê vẫn đang bốc có nghi ngút qua mà không cảm xúc nói ra. Cả người ông Trần run như cành sấy, vội vàng chìa tay ra đỡ và gật đầu như gà mổ thóc. Cảm ơn. Dáng vẻ kinh hãi hoảng sợ của ông ta là lần nữa khiến mọi người ngạc nhiên. Chuyện này là sao vậy chứ? Vừa nãy còn là ông Trần huynh hoang ngang ngược, sao bỗng dưng lại trở nên dịu dàng lễ phép như vậy chứ? Lục Kính Phi dù sao cũng là lão giang hồ, nhạy cảm ngửi ra mùi bất thường. Ông ta vội nhìn Từ Thiên, cảm thấy người này rất quen mắt, nhưng nghĩ mãi vẫn chửi không ra đã từng gặp ở đâu. Chỉ thấy Từ Thiên nói tiếp, cà phê đã mang đến tận nơi rồi, làm phiền quý khách uống ngay đi, nguội rồi thì không còn ngon nữa đâu. Hả? Ông Trần ngớ người ra, nắm thế này thì uống cái gì? Quán cà phê các ông còn dục khách uống cà phê nữa sao? Lâm Bà Yến không gì được, lẹ lại bềm, câm miệng. Ông Trần vượt quay lại, trừng mắt nhìn Lâm Bà Yến, bà ta hơi sửng sốt. Sau đó tất cả mọi người đều ngây ra như phỏng, chỉ thấy ông Trần nghiến răng bỗng nhiên há to miệng, rồi ngửa đầu đổ cốc cà phê kia vào trong miệng. Cà phê vẫn đang bốc khói, cứ thế tôi tụt vào cổ họng ông ta. Cơ thể ông Trần run rẩy, những người khác nhìn mà cảm thấy da đầu tê dại. Thế này thì khác gì giết người chứ? Ông Trần đi rồi sao? Hay là đầu óc có vấn đề? Hay là do người mang cà phê đến? Không biết người nhà lưu quay sang đánh giá người này, phát hiện từng cái giơ tay nhấc chân của ông ta không hề giống một người bán cà phê. Cốc cà phê đã vào trong bụng. Thưa quý khách, cà phê nhị cậu tử của tôi có ngon hay không? Người kia khít bắt nói, ngon lắm. Ông Trần ôm cổ, phát ra giọng nói khàn đặc và đau đớn, sắc mặt đỏ bừng bừng. Ông ta đã không còn anh nói lưu loát được nữa. Quý khách có hài lòng với sự phục vụ của quán cà phê chúng tôi không? Sắc mặt Từ Thiên lạnh tanh lại hỏi. Hài lòng. Ông Trần đầu đầy mồ hôi gật đầu, nhưng sự cúi đầu của ông Trần khiến nhiều người nhà lưu rất không vui, nhất là Lưu Kính Phi. Ông Trần, người này chắc không phải là bán cà phê đâu nhỉ? Ông ta trầm giọng hỏi. Ông Trần vốn định giải thích nhưng cổ họng bỗng rát khiến ông ta nói thêm mấy câu cũng vô cùng đau đớn, cho dù cố nói thì cũng là bừ không rõ ràng. Ông Trần, ông làm được thì làm, không làm được thì đi đi, ở đây làm cho mất mặt ra. Ông mất mặt thì tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào cả. Lục Kính Phi hừ một tiếng. Ông chủ Lưu, ông mà nghe tôi giải thích. Ông Trần ấp úng nói. Không cần giải thích nữa, chắc hẳn người này có chút tinh phận. Nhưng ông cũng là người biết rõ tôi là ai. Ông sợ, nhưng chưa chắc Lục Kính Phi tôi đã sợ. Lục Kính Phi nói ra. Ồ, vậy ông là người của ai? Từ Thiên vẫn sang nhìn Lục Kính Phi bình thản hỏi. Sếp Hùng của tổng công ty Gia Dược, ông từng nghe nói chưa?
Lâm Khánh Vy lạnh lùng nói, ông là người của Hùng Tiên sao? Tờ Thiên nhíu mày, đúng vậy, xem ra ông từng nghe nói tới sát hùng của chúng tôi rồi, vậy chắc ông cũng biết thế lực của ông ấy nhỉ? Lâm Khánh Vy nói ra. Tờ Thiên quay phát lại, vội vàng cúi người nói với Lâm Minh, cậu Lâm, thật sự rất xin lỗi, tôi không ngờ ông ta lại là người của Hùng Tiên, là tôi dạy dỗ quản lý không chu đáo, tôi vô cùng xin lỗi, mau giải quyết đi. Lâm Minh không bày tỏ thái độ gì, chỉ bình thản dùng một câu. Cảnh tượng này lại càng khiến mọi người như lạc vào đám sương mù. Lâm Khánh Vy tỏ vẻ lúng túng, trước cuộc ông có nghe thấy lời tôi nói không vậy? Ngày khác rồi, ông nói ông là người có Hùng Tiên. Tôi thêm thầm nghiến răng, nhìn chằm chằm vào Lâm Khánh Vy. Đúng vậy, mau quỳ xuống xin lỗi tôi ngay, tất cả cái đàn bắt chi nữa. Nếu không xếp Hùng mà ra tay thì hậu quả không tưởng tượng được đâu. Lâm Khánh Vy hừ một tiếng, đừng nói nữa ông chủ Lưu, đừng nói nữa. Ông Trần bỗng bước tới, kéo tay Lâm Khánh Vy nói đầy khẩn thiết. Tuy ông Trần nói lúng búng không rõ, nhưng ai có thể nhìn ra được vẻ lo lắng trên mặt ông ta. Cút ra! Lâm Khánh Vy mất kiên nhẫn để ông ta ra, tức giận nói, đồ hèn, ông sợ người này như tôi thì không, Lục Kiếm thì tôi chưa bao giờ bị ai ức hiếp như vậy đâu. Vậy sao, xem ra thế lực của sát hùng kia lợi hại nhỉ? Tờ Thiên lại đùng hỏi, các ông chưa đạt đến trình độ cao đó đương nhiên không thể tưởng tượng được rồi. Lục Kiếm Vy hừ mũi. Tờ Thiên gật đầu, lấy điện thoại ra gọi đến một số, tút tút điều gật đỗ chuông mấy tiếng, rồi vang lên một giọng nói đơn rất lo sợ. Chà, ông Thiên sao lại có thời gian rảnh gọi cho tôi thế, có chuyện gì cần phân phó sao? Giọng nói vang lên trong điện thoại. Lâm Khánh Vy hơi sửng sốt, giọng nói này nghe quá quen. Tôi thì đáp lại, Hồng Thiên, ông giỏi lắm, sao tôi lại không biết ông bây giờ lợi hại như vậy chứ? Người dưới tay ông lại dám bắt tôi quỳ xuống xin lỗi đó, xem ra tôi phải gọi một tiếng ông Hùng rồi đó. Ông ta vừa dứt lời, Hồng Thiên ở đầu dây bên kia đã sợ đến mức ngã lăn xuống đất. Hồng Thiên là người thông minh, nghe thấy vậy thì Hồng Thiên lập tức hiểu ra thuộc hạ của mình đang gây sự với Từ Thiên, bèn vội vàng kêu lên, ông Thiên, hiểu lầm là hiểu lầm thôi, chắc chắn là kẻ nào đó có mắt không biết núi Thái Sơn đã mạo phạm tới ông, bây giờ ông đang ở đâu, tôi lập tức tới xử lý kẻ đó ngay. Hồng Thiên nói ra, sao thế, ông đang ở Giang Thành sao? Tờ Thiên hỏi, ở đây, sáng nay tôi đã tới Dương Hoa Hồ. Hồng Thiên cố đặt ra một nụ cười, ông đang ở Giang Thành thì tốt rồi, 5 phút nữa lập tức có mặt quán cà phê đối diện khách sạn Minh Châu, chuyện này tốt nhất để ông xử lý, chứ tôi thì chịu rồi. Tờ Thiên thản nhiên nói, sau đó tắt máy. Hồng Thiên bàng hoàng, sao lại bảo mình xử lý thế? Ý của Tờ Thiên là gì chứ? Hồng Thiên không hiểu nhưng cũng không dám chậm trễ, chỉ lập tức tới quán cà phê. Còn Lục Kiến Phi thì đã hóa đá từ lâu rồi. Sao ông lại có số điện thoại của sếp Hùng vậy? Rốt cuộc ông là ai? Lục Kiến Phi run rẩy hỏi. Ông ấy là Từ Thiên, ông Thiên của Giang Thành đó. Ông Trần cuối cùng cũng lên tiếng. Cái gì? Lục Kiến Phi hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. Những người khác của nhà Lưu cũng tưởng như xe đánh ngang tai đó trống rỗng. Mặc dù nhà Lưu không ở Giang Thành nhưng danh tiếng của Từ Thiên thì ai ai cũng biết, đó là ông lớn của Giang Thành đó. Ai cũng biết sắc mặt của hai con người có thể làm ảnh hưởng cả khu vực vùng xám này, một nam một nữ. Nam là Từ Thiên, còn nữ là Cung Mỹ Vân. Hai người họ một tay che trời, đâu phải những người dân thường như nhà Lưu có thể đối phó được. Còn ông Trần thì càng không phải nhắc tới, đến cả cơ hội sắc dày cho ông Từ Thiên, ông ta cũng không có. Chả trách khi thấy Từ Thiên, ông ta như thấy một ông lớn vậy. Từ Thiên bảo ông ta làm gì, ông ta đều ngoan ngoãn làm theo. Không thế nào, cứ thành bỏ đi, Lâm Minh, làm sao được quen biết Từ Thiên chứ? Lâm Khánh Vy mặt tái mét, run rẩy hỏi. Không ai trong nhà Lưu có thể trả lời câu hỏi đó, bởi vì Từ Thiên không phải là người mà bọn họ có thể tiếp cận được. Cạch, cửa quán cà phê đẩy ra, một bóng hình mập mạp lao vào như cháy nhà. Ông Thiên hiểu lầm là hiểu lầm thôi. Người này vội vàng mỉm cười, cúi người trước mặt Từ Thiên. Đó chính là Hùng Tiên. Lục Kiến Vy sững sờ nhìn cấp trên của mình, não không kịp nảy số, lần này thì rắc rối lớn rồi. Hiểu lầm sao? Hùng Tiên, chuyện này không chỉ là dùng hai từ hiểu lầm là thể giải quyết được đâu. Từ Thiên nói bằng vẻ vô cảm. Ông Tiên, thực sự là do người của tôi, chưa gặp ông bao giờ nên mới mạo phạm như vậy. Đây là lỗi của tôi, ông độ lượng đừng so đo nữa mà. Hùng Tiên cố nặn ra nụ cười rồi quay qua gào lên với Lục Kiến Vy. Còn không mau xin lỗi ông Thiên. Lục Kiến Vy giật bắn người, lập tức ý thức được điều gì đó nên chạy tới. Ông Thiên, tôi xin lỗi, tôi có mắt như mù, không biết đâu là núi Thái Sơn nên đã mạo phạm tới ông, xin ông cho tôi một cơ hội xin lỗi. Lục Kiến Vy cúi gặp người cảm thấy sợ hãi. Vậy thôi hả? Từ Thiên liền đàm hỏi. Chuyện này Hùng Tiên bất ngờ, ông ta là người có Từ Thiên, nghe nói Từ Thiên cũng đã nhiều năm. Tập đoàn Gia Dược thực ra là một tập đoàn con của Dương Hoa, do Từ Thiên giao cho ông ta phụ trách. Từ Thiên coi ông ta như người nhà nên đương nhiên sẽ không quản lý quá nghiêm,
sao tự dưng hôm nay ông ấy lại ép người như vậy chứ? Chứ chắc chắn là bọn họ chưa đủ thành ý rồi. Thế là Hồng Tiên lập tức ra hiệu cho Lưu Kính Phi. Lưu Kính Phi giật mình, vội vàng nói với người nhà Lưu: mọi người còn đứng ngây ra đó làm gì, mau tới xin lỗi ông Thiên đi chứ. Chuyện này cả nhà Lưu lóng ngóng: mọi người nhầm rồi, xin lỗi tôi có giải quyết được gì đâu, xin lỗi người đứng sau tôi đây này. Từ Thiên nói. Lâm Minh đập vào mắt đám người Hồng Tiên, ông ta trố đòn mắt, mặt các ông đầu bảo: Lâm Hồng Tiên, giờ thì ông đã hiểu vì sao tôi gọi ông tới xử lý rồi chứ. Từ Thiên ghé lại gần, lúc này hai mắt Từ Thiên như muốn rớt ra ngoài, ông ta cảm thấy trái tim quặn thắt. Hồng Tiên quay qua gào lên với Lưu Kính Phi: quỳ xuống ngay lập tức cho tôi. Lưu Kính Phi hết hồn, sững sờ nhìn Hồng Tiên: sếp Hồng, sếp nói gì cơ, quỳ xuống cho tôi, có nghe thấy không? Hồng Tiên tát vào mặt Lưu Kính Phi và gầm lên như một con hổ. Lưu Kính Phi cảm thấy đầu óc trống rỗng, nhìn ánh mắt như muốn ăn từ đứt sống của Hồng Tiên. Lưu Kính Phi đành phải quỳ gối quỳ xuống. Hồng Tiên cũng vội vàng quỳ xuống trước mặt Lâm Minh và hét lên: cậu Lâm, xin lỗi, tôi không quản lý tốt người của mình, xin cậu tha cho tôi lần này, cho tôi một con đường sống với. Người nhà Lưu nín thở, chuyện quái quỷ gì thế này? Lúc gặp Từ Thiên thì Hồng Tiên vẫn còn thấy bình thường, nhưng vừa nhìn thấy Lâm Minh thì ông ta đã bị dọa hết hồn. Hơn nữa ông ta xin một con đường sống là thế nào? Nếu nào kẻ vô dụng kia lại định đánh giết Hồng Tiên sao? Đứng lên rồi nói đi. Lâm Minh ngồi trên ghế hút thuốc một cách điềm nhiên, nhưng Hồng Tiên lại dám đứng lên. Lâm Minh nhìn lên Quấn Phi rồi lại nhìn khuôn mặt tối sầm của bà Quốc Thái: không phải bằng người muốn tôi đi gặp Tống Kinh nói rõ mọi chuyện sao? Được, để tôi gọi Tống Kinh tới đây. Nói xong, Lâm Minh gật đầu với Từ Thiên. Từ Thiên lập tức lấy điện thoại đang gọi. Vài phút sau, Tống Kinh đã tức tốc có mặt. Cậu Lâm, Tống Kinh vội kêu lên. Nhìn thấy cảnh tượng trong quán cà phê, ông ta mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Lúc này người nhà Lưu thì bị câm hết cả rồi, nhất là Lưu Kính Phi đang cảm thấy da đầu tê dại kinh khủng. Trước cục là chuyện gì thế này? Người này thực sự là thằng con rể vô dụng sao? Tại sao lại có quá nhiều người tỏ ra cung kính với cậu ta như vậy chứ? Mã San đây thực sự là thằng ở rẻ nhà tổ đấy hả? Người giàu Lưu như hóa đá. Tống Kinh, Lâm Minh gọi. Cậu Lâm có gì dành dò à? Tống Kinh cung kính hỏi lại. Buổi tiệc tổ chức như bình thường đi. Ngoài ra toàn bộ hợp đồng với Tô Dư vẫn tiến hành như thường. Thêm vài bộ phim cho cô ấy, liên hệ với vài công ty quản lý tốt nhất trợ giúp cô ấy, biết chưa? Lâm Minh nói. Vâng, cậu Lâm. Tống Kinh đồng ý không chút do dự, ông ta không dám phản bác. Cả nhỏ Lưu há miệng. Nếu mối quan hệ giữa Lâm Minh và Tống Kinh là chủ tớ thì Tống Kinh có cần thiết phải làm tới mức như vậy hay không? Được rồi, mọi chuyện đã bàn xong thì tiếp theo cháu cũng nên hoàn thành yêu cầu thứ hai của bà Thái rồi nhỉ? Lâm Minh nói ra, cháu nên quỳ trước mặt bà Thái và nhỏ Lưu để xin lỗi, đúng không? Nói xong, anh bè đứng dậy, ba người Từ Thiên, Hồng Tiên và Tống Kinh đồng loạt quay qua nhìn họ Lưu. Mặt ai đấy cũng tối sầm, họ cảm thấy da đầu tê dại và vô cùng sợ hãi. Bà Cụ Thái biết nếu mà Lâm Minh quỳ xuống thật thì khéo ngày mai nhà Lưu cũng sẽ biến mất luôn. Được rồi, đừng làm vậy nữa, coi như tôi nhìn lầm đi. Bà ta hít một hơi thật sâu, điềm đạm nói. Nói về tất là cháu không cần quỳ xuống trước mặt mọi người nữa, đúng không? Lâm Minh nói, không cần nữa, bà già này không đỡ được đâu. Bà Cụ Thái nói giọng khàn đặc. Không đỡ được sao? Lâm Minh nhìn bà ta. Lẽ nào ngoài chuyện này thì ngoài lệ thì những chuyện khác mọi người đều đỡ được sao? Bà Cụ Thái cho mày, sao cậu định lấy chúng tôi ra xả giận hay gì? Nói gì thì chúng tôi cũng là người thân của cậu mà, là mình cậu định phát tiết lên người thân của mình sao? Là mình không trả lời, chỉ nhìn Lưu Đại Bưu rồi phát tay. Từ Thiên hiểu ý, lập tức chỉ về phía Lưu Đại Bưu. Hai người vệ sĩ vàng vỡ lập tức lao về phía ông ta. Các người làm gì vậy, mau cút đi! Lưu Đại Bưu vừa tức giận vừa kinh ngạc, ông ta gào lên và lập tức phản công. Mặc dù ông ta cũng có chút sức lực, nhưng so với vệ sĩ chuyên nghiệp thì cũng chẳng là gì. Đám vệ sĩ đã ghì ông ta xuống. Các người đây làm gì, mau bỏ ông lên ra, bỏ tay ra! Người nhà Lưu lao lên lôi tay của hai người vệ sĩ. Nếu mà để so về số lượng về người thì Từ Thiên cũng chẳng có gì phải sợ. Nhà Lưu bảo vệ từ ngoài xông vào ngăn đám người nhà Lưu về một bên. Bọn họ đánh phải nhìn trên trên hai người vệ sĩ. Lôi Lưu Đại Bưu tới trước mặt Lâm Minh. Cậu định làm gì, lẽ là cậu định giết nó sao? Bà Cụ Thái không nhìn được nữa bèn hét lên. Giết thì không, nhưng đánh phế chắc là không sao đâu nhỉ? Lâm Minh thản nhiên nói. Nhà Lưu nín thở. Đánh phế hai tay của ông ta. Từ Thiên hô lên. Vâng, đám vệ sĩ không hề khách khí, cơ thể ghì chặt hai tay Lưu Đại Bưu xuống bàn. Người còn lại không biết từ bao giờ đã thiết kế một cái chân ghế đẩu định đập mặt xuống tay Lưu Đại Bưu. Dừng tay! Người giàu Lưu kêu lên. Lưu Mạnh Sang bước tới hét lớn. Lâm Minh, cậu không được động vào ông ấy. Bác gái, cậu vấn đề gì sao?
Lâm Minh thản nhiên hỏi, cậu vẫn còn biết tôi là bác cậu sao? Người này là anh trai tôi, cậu dám sao? Có phải là cậu định dám làm phải hay không? Mau báo bọn họ thả quỷ ra, nhanh lên. Lâm Minh Thanh cuốn cả lên, thả sao? Lâm Minh nhìn Lâm Minh Thanh, và tại sao trước đó người nhà Lâu lại còn ép tôi quỳ xuống, còn gọi cả ông Trần tới đây đánh phế tôi, thì bác không đứng ra nói câu nào chứ? Chuyện này Lâm Minh Thanh nín thở, không biết phải nói thế nào. Ra tay, Lâm Minh nói bằng vẻ vô cảm. Không! Lâm Minh Thanh hét lên, nhìn về phía Tô Dư. Tô Dư, con mau quên Lâm Minh đi,